Làm giàu từ kinh doanh. Xin chào các nhà kinh doanh, nhà khởi nghiệp. Sau đây là tin kinh doanh tổng hợp với những tin tức nổi bật trong tuần từ 10 tháng 5 đến 16 tháng 5 năm 2021. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với các tin quốc tế. 1. Về tình hình dịch bệnh thế giới. Tuần qua, thế giới ghi nhận hơn 162,5 triệu ca nhiễm COVID-19, có hơn 3,37 triệu người tử vong. Số ca COVID-19 toàn cầu trong tuần qua giảm 6%. Đại dịch đã chậm lại rõ rệt ở Mỹ và Canada, nơi số ca mới giảm 21%, ở châu Âu 20% và Trung Đông 16%. Số ca nhiễm ở châu Á và châu Phi giảm nhẹ, với tỷ lệ lần lượt là 2% và 1%. Tổng giám đốc WHO Tedros cảnh báo COVID-19 khi bước sang năm thứ hai sẽ chết chóc nhiều hơn trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành toàn cầu. Chúng ta đang bước vào năm thứ hai của đại dịch này, với khả năng gây chết chóc nhiều hơn năm đầu tiên, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cho biết ngày 14 tháng 5. Mỹ tuyên bố thắng lớn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Mỹ gỡ yêu cầu đeo khẩu trang với những người tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Động thái được Biden xem là cột mốc vĩ đại trong cuộc chiến chống dịch. Hội chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo ca nhiễm nCoV đang bùng phát ở châu Á-Thái Bình Dương, với hơn 5,9 triệu ca trong 2 tuần qua, lớn hơn tổng các khu vực khác. Thứ hai, về tình hình đối ngoại, chính trị thế giới. Mỹ rút quân, khuyến cáo dân tránh tới Israel. Mỹ rút 120 binh sĩ chuẩn bị diễn tập tại Israel về Đức, kêu gọi công dân hạn chế tới Israel, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang. Hamas phóng rocket hạng nặng vào sân bay Israel. Hamas phóng rocket hạng nặng vào sân bay Ramon, thành phố Eilat, nơi các chuyến bay bị chuyển hướng sau loạt phóng rocket sân bay chính gần Tel Aviv. Trung Quốc siết chặt mối quan hệ Trung Á bằng ngoại giao vaccine. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuần này đề nghị tăng cường hợp tác khu vực về vaccine COVID-19, cũng như phát triển các dự án cơ sở hạ tầng do nước này tài trợ trong cuộc họp với những người đồng cấp. Thứ ba, về tình hình kinh tế thế giới. FDI toàn cầu cần ít nhất 7 năm để trở lại mức đỉnh. Tháng trước, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD công bố FDI năm 2020 giảm 38% xuống mức thấp nhất tính từ năm 2005. Diễn biến của dòng vốn FDI đặc biệt nhạy cảm với khả năng đi lại của các nhà đầu tư. Việc mua cổ phiếu tại một công ty sản xuất ở nước khác là một chuyện, nhưng tự mua khu đất, xây cơ sở hạ tầng và nhà máy lại là một chuyện khác. FDI sẽ không thể phục hồi hoàn toàn cho đến khi hoạt động đi lại quốc tế trở lại gần sát ngưỡng trước đại dịch. Đặc biệt, đối với phần đông nước đang phát triển tại châu Á, viễn cảnh trên dường như khá xa vời. Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ tại Mỹ sẽ điều tra Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, về rửa tiền và vi phạm thuế. Động thái này nằm trong nỗ lực của Mỹ nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động bất hợp pháp phát triển mạnh trên thị trường tiền mã hóa, nhưng hầu như không được kiểm soát. Hàn Quốc tung 450 tỷ đô la giành ngôi vương sản xuất chip. Để chạy đua cùng với Trung Quốc và Mỹ, Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch chi khoảng 450 tỷ đô la xây dựng năng lực sản xuất chip lớn nhất thế giới. Giá quặng sắt nhảy vọt 10% trong vài phút. Giá quặng sắt hợp đồng tương lai tại Singapore đã tăng hơn 10% để đạt mức cao kỷ lục mới 226 đô la mỗi tấn trong phiên giao dịch sáng ngày 10 tháng 5. Là nguyên liệu để sản xuất thép, nhu cầu quặng sắt tăng mạnh cho cơn đói khát của các nhà mua hàng lớn của Trung Quốc, khiến nguồn cung căng thẳng. Tuần trước, giá quặng sắt đã lần đầu lập kỷ lục khi cán mốc 200 đô la mỗi tấn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các tin trong nước. 1. Về tình hình dịch bệnh trong nước. Tính đến 12 giờ ngày 15 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 2.393 ca ghi nhận trong nước và 1.461 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 823 ca. Chuyên gia dự đoán COVID-19 Việt Nam đã đỉnh trong 2 tuần tới. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, dự đoán đường cong dịch tễ sẽ đạt đỉnh điểm trong vòng 2 tuần tới. Cơ sở để ông đưa ra dự đoán này là hiện nay gần như đã phát hiện được tất cả các ổ dịch khoanh vùng, cách ly những người liên quan, không còn ngoài cộng đồng nhiều. Chủng virus ở Đà Nẵng khác hầu hết với các tỉnh phía Bắc. Theo kết quả giải trình tự gen, chủng virus tại Đà Nẵng đều là chủng Anh, cùng chủng với Hà Nam và khác hầu hết với các tỉnh ở phía Bắc.
là chủng của Ấn Độ. Bệnh viện Phổi Trung ương cách ly một phòng lấy 2.000 mẫu xét nghiệm sau khi ghi nhận hai bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến đêm ngày 14 tháng 5, Bệnh viện Phổi Trung ương ghi nhận hai nam bác sĩ cùng làm việc tại phòng chỉ đạo chương trình dương tính với SARS-CoV-2. Thứ hai, về tình hình chính trị, đối ngoại trong nước, Việt Nam lên tiếng về 300 tàu Trung Quốc ở Trường Sa. Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát những diễn biến trên Biển Đông và bảo vệ, thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Việt Nam, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển vào năm 1982. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay khi được hỏi về thông tin gần 300 tàu Trung Quốc đang hiện diện ở Trường Sa. Cử tri khai báo y tế trước khi bỏ phiếu bầu cử. Trước khi đi bỏ phiếu bầu cử, cử tri phải khai báo y tế và xếp hàng, giữ khoảng cách 2 mét để bỏ phiếu vào thùng, di chuyển theo hướng một chiều. 3. Về tình hình kinh tế trong nước, đề nghị Trung Quốc miễn kiểm tra nCoV với nông sản Việt. Bộ Công Thương vừa đề nghị Trung Quốc miễn kiểm tra xét nghiệm nCoV trên các mặt hàng nông, thủy sản, thực phẩm đông lạnh nhập từ Việt Nam. 190 thương nhân Trung Quốc được vào mua vải thiều Bắc Giang. Chính phủ vừa đồng ý cho các thương nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thu mua vải thiều Bắc Giang. Vải thiều Hải Dương lần đầu tiên lên sàn thương mại điện tử, giá 150.000 đồng một ký, giao tới tay khách hàng trong vòng 4 giờ, mở bán một ngày đã hết hàng. Kể từ ngày 14 tháng 5, vải thiều Thanh Hà của Hải Dương đã chính thức lên sàn thương mại điện tử Lazada trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Giá bán trên sàn thương mại điện tử Lazada cho loại vải này là 150.000 đồng một ký. Đây là mặt hàng giao nhanh trong khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nên sẽ tới tay khách hàng chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ. Dù mới triển khai nhưng sản phẩm đã nhận được nhiều đánh giá 5 sao từ phía khách hàng. Tính đến sáng ngày 15 tháng 5, sản phẩm đã tạm thời hết hàng. Ông chủ Vinamid chế nước mía đông khô xuất sang Mỹ. Chủ tịch Vinamid Nguyễn Lâm Viên nhận bằng sáng chế Mỹ với công nghệ đông khô nước mía, giữ được vị tươi ngon và nguyên chất. Tiki Ngon đồng hành cùng nông sản Việt. Ngành hàng tươi sống Tiki Ngon chính thức thử nghiệm mô hình từ nông trại đến bàn ăn, đưa nông sản chất lượng, giá cả hợp lý từ nhà vườn đến tận tay người dùng. Chuỗi Soya Garden rút khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi cửa hàng đậu nành Soya Garden đã chính thức đóng cửa hàng cuối cùng của mình tại thành phố Hồ Chí Minh, cho về hoạt động tại Hà Nội. Bắt tay thất bại với Kido, cà phê Findeli đã bất ngờ bán mình cho anh em sinh đôi kín tiếng của tập đoàn bất động sản Novaland. Sau sự hợp tác bất thành với Kido, đầu năm 2021, ông Nguyên đã tiết lộ Nova Consumer Group là một thành viên của tập đoàn kinh tế đa ngành Nova Group, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng tiêu dùng đã mua lại thương hiệu Findeli. Bạn ấn tượng với tin tức nào nhất? Hay muốn bổ sung thêm gì? Đừng ngại chia sẻ dưới một bình luận của video này. Nếu bạn thấy điểm tin kinh doanh tổng hợp trong tuần hữu ích, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh. Ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.